chào khán giả của Thông Tấn Xã Vỉa Hè. Giờ này là 8 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm con lợn. Khi mà bà con chúng ta đang mải mê đi kiếm tiền, một số bà con thì cứ mải mê theo dõi vụ hai vợ chồng nhà Vũ nó bỏ nhau, bàn cách chia tiền ra làm sao. Một số vụ thì đang chúi mũi vào cái chỗ công an Điện Biên được khen thưởng sau khi là có cái cô sinh viên bị cướp, giết, hiếp. Một số ông tướng, ông tá thì đang bàn luận là ông thì bảo là cần thiết là phải khen thưởng, ông thì bảo là không khen thưởng. Thế là có hình như là bà con có nhiều thông tin quá. Một số bác già già thì chỉ quan tâm đến chuyện ông Trọng đi đâu. Theo lịch trình thì trên báo đăng là ông Trọng sẽ đi thăm Lào và Campuchia trong 1-2 ngày tới. Thế thì những tin tức lẽ ra đáng được quan tâm nhất là chương trình hội nghị của Donald Trump và Mr. Un đang chuẩn bị rất là nhộn nhịp để đến thủ đô. Đấy. Đến thủ đô. Thế thì nhiều người có khi cũng chẳng để ý đâu, tại vì lại bảo ủy chuyện hội nghị quốc tế ấy mà. Mấy ông ấy cứ họp với nhau cho vui. Thời buổi công nghệ hiện đại gì mà tổ chức cho nó tốn kém. Làm cái điện thoại như kiểu ngồi nói chuyện live stream với nhau như này. Thế là Donald Trump gọi cho Un, Un gọi cho Donald Trump qua điện thoại live stream Facebook như này. Việc gì phải tổ chức tốn kém. Đấy. Thế ngày hôm qua, ngày hôm kia mình rảnh, thế là lượn một vòng đi xem tình hình bà con Việt Nam đón Donald Trump thế nào. Thế là vác xe chạy đi từ Hà Nội đi qua cái đường cầu Nhật Tân ấy. Đi qua cầu Nhật Tân đi lên trên sân bay Nội Bài. Thế là xong rồi là đi một vòng từ Nội Bài để đi về đằng bên cái đường, cái chỗ cái bốt Bắc Thăng Long. Tức là đi lên một đường và về một đường, đi về đằng cầu Thăng Long. Lúc đi lên thì đi đằng Nhật Tân. Thế thì thấy tình hình bà con chuẩn bị đón Donald Trump và đón đồng chí Kim là cũng đang rất là tấp nập, đặc biệt là các cơ quan chức năng phụ trách đảm bảo an ninh cho ông Trump và Kim chuẩn bị sang Việt Nam cuối tháng này. Ui giời ơi, cao công ấy là lực lượng ở hai bên đường là kín, lực lượng đông lắm, phải đến tính ra là phải đến nhiều trăm lực lượng. Lực lượng của các lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng nhân sự của ta là chuẩn bị rất kỹ càng, tập dượt các phương án đó, từ chỗ suốt từ cầu Nhật Tân đi về tận tận cả phía cầu Thăng Long cũng tập dượt. Cái cầu Thăng Long thì tôi chắc chắn là Donald Trump sẽ không đi đằng cầu Thăng Long, vì cầu Thăng Long đang sửa, cầu Thăng Long nó hỏng hết cái bề mặt rồi, đi giống như là đi ở trên mặt ruộng ấy, xấu lắm. Thế thì chắc chắn là quan khách sẽ đi, Donald Trump sẽ đi máy bay. Mình nói chắc chắn nhưng mà thực ra thì không có gì chắc chắn cả. Donald Trump sẽ đi, khả năng nhiều ấy, thì sẽ đi đường về đằng cầu Nhật Tân. Chứ còn cái đường cầu Thăng Long nó xấu quá, hỏng hết mặt cầu rồi, ông thể ông chưa sửa xong. Đến sửa từ năm ngoái giờ ầm ĩ báo chí lên, đến bây giờ vẫn chưa sửa xong. Đấy, thế thì mình đoán, mình đi, mình đoán là ông ấy sẽ đi đằng từ Nội Bài, sẽ đi về trung tâm bằng cái con đường ở cái chỗ đi qua cầu Nhật Tân, vì đường đấy nó phẳng và nó thoáng. Đấy, mà hai là từ đấy thì nó vào trung tâm. Một là về đến khách sạn, đi chạy về đấy thì chạy về khách sạn chỗ nghỉ ngơi, nó cũng gần. Ví dụ đi vào Marriott
chỗ khách sạn của chỗ ông hội Biteco ở chỗ Mỹ Đình ấy, gần trung tâm của quốc gia thì nó cũng gần, đường nó cũng thoáng. Và cũng chưa chắc là ông Donald Trump thì ông sẽ ngủ ở đâu. Ngủ ở Marriott hay là ngủ ở Sheraton thì không biết. Tại vì chắc chắn là các bố phải ngủ ở khách sạn 5 sao rồi. Ngày xưa mình xây những cái khách sạn 5 sao ấy, thì thông thường là mỗi cái khách sạn 5 sao thì nó có hai cái phòng tổng thống. Một khách sạn 5 sao có hai phòng tổng thống. Thế thì trước khi mà các tổng thống đến thuê, đến có hội nghị hay ở từ thời Bill Clinton hay là những ông như là Obama sang ấy, thì là hai cái phòng tổng thống đó đều được dọn dẹp. Và thậm chí cả cái khách sạn mà dự kiến là tổng thống đến ở trong những cái dịp mà hội nghị chẳng hạn, thì toàn bộ khách sạn sẽ được kiểm tra về mọi mặt, kiểm tra về mặt an toàn cháy này, nổ này, chất lượng không khí này, hàm lượng bụi này, rồi là độ ồn bao nhiêu này, rồi là các cái vấn đề về an ninh, ví dụ như là các cái hành lang ra vào các khu vực để xe công cộng. Và thậm chí là trong những cái ngày dự kiến là trong những cái ngày tổng thống đến ở khách sạn, ví dụ trong 2 ngày chẳng hạn, ông đến Marriott hay ông đến Sheraton ấy, thì toàn bộ khách sạn là sẽ được thuê bao hết, không có khách nào, khách sạn sẽ ngừng đón khách, chỉ có đón cái đoàn của tổng thống và các cái nhân viên phục vụ tổng thống ở thôi. Còn khách sạn về mặt thương mại là họ tạm dừng phục vụ trong vòng 1-2 ngày đó. Và trước đó thì họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Họ ngay cả cái bếp, đồ ăn, toàn bộ trang thiết bị bếp. Ví dụ như là Obama sang thì Obama mang theo tất cả các hậu cần. Và ví dụ Donald Trump mà sắp tới mà sang, nếu trong trường hợp mà ông ấy ở Sheraton thì tôi nghĩ là ông sẽ không ở vì đường xá đi lại nó hơi khó khăn. Thế thì khả năng nhiều là ông ấy sẽ ở Marriott của ông chỗ ông hội ở Biteco, cạnh cái chỗ trung tâm hội nghị quốc gia và cái bảo tàng Hà Nội. Thì việc kiểm tra an toàn và các công tác bảo vệ rồi các công tác vệ sinh hai cái dọc đường từ sân bay về đó sẽ được làm rất là kỹ càng. Thế thì theo mình thì khả năng nhiều thì Donald Trump sẽ ở cái khách sạn chỗ Marriott là nhiều. Thế còn đồng chí Kim ấy thì mình cũng chưa biết là đồng chí là thích cái dòng khách sạn gì. Tất nhiên là phải 5 sao rồi. Nhưng mà cái độ an toàn để chuẩn bị thì có lẽ rằng là mấy ông Triều Tiên này là ông ấy cẩn thận hơn cả Mỹ. Đấy. An ninh của Mỹ thì đã cẩn thận rồi. Để kiểm tra các công tác hậu cần và chuẩn bị cho Donald Trump thì đối với người Mỹ thì cực kỳ là cẩn thận. Vì ngày xưa mình đã từng xây dựng những cái khách sạn 5 sao và những cái phòng tổng thống thì mình biết là công tác an toàn, tức là an toàn nó an toàn từ cái chi tiết, từ cái thảm ở dưới nền nhà cũng phải kiểm tra an toàn, từ cái sơn ở trên bề mặt tường ấy cũng phải kiểm tra an toàn nhá, từ cái trên cái trần ấy, từ cái miệng mà cấp gió lạnh, gió rồi hồi rồi thông gió cũng phải kiểm tra an toàn, rồi từ trong cái nhà vệ sinh, từ cái vòi nước cũng phải kiểm tra an toàn, kiểm tra về an toàn điện này, dò điện này, có điện dò hay không này, nước có sạch hay không này nhá, nước có sạch hay không này, rồi không khí, mùi này, rồi hàm lượng vi khuẩn đấy như nào này, có vi khuẩn lao không này, có các loại vi khuẩn ở trên cái miệng gió hay không này, kiểm tra rất kỹ. Họ kiểm tra hàng tháng trước khi tổng thống đến Việt Nam, ví dụ ông Donald Trump hay là Kim đến Việt Nam, thì công tác kiểm tra về an toàn kỹ thuật họ đã phải kiểm tra hàng tháng trước. Thế còn công tác an ninh ngoài việc an ninh của Việt Nam, kiểm tra khách sạn về hành lang đi ra đi vào, lối thoát hiểm, rồi các dịch vụ khác, thì cái công tác kiểm tra của cái hệ thống an ninh của Mỹ hay là hệ thống an ninh của Triều Tiên, người ta cũng sẽ kiểm tra lại toàn bộ cái khách sạn mà có vị trí dự kiến là tổng thống sẽ đến ở đấy. An ninh của Mỹ thì các bạn khỏi hỏi bàn rồi, nhưng mà theo mình ấy, thì đồng chí Kim ấy, thì lại quan trọng hơn. Các vấn đề ngoài vấn đề an toàn kỹ thuật ra thì đồng chí Kim lại cần cái sự an ninh hơn là tổng thống Mỹ. Tại vì hệ thống bảo vệ an ninh của Kim cái đầu tư nó không nhiều như là Mỹ. Người Mỹ người ta đầu tư cầu kỳ hơn, người ta chịu chơi hơn, tức là bỏ tiền nhiều hơn, vệ sĩ này, xe này, máy bay trực thăng này, đấy, các ông chuẩn bị nó kỹ càng. Nhưng
đặc biệt là cái khách sạn mà nơi mà Kim đồng chí Kim ở thì chưa rõ, mình chưa biết là dự kiến là nó sẽ ở đâu. Đấy. Chắc chắn thì sẽ là phải là khách sạn 5 sao thì mới có phòng tổng thống. Đấy. Thì có cái phòng VIP đấy, có một mỗi khách sạn nó có 2 phòng. Mỗi cái khách sạn 5 sao là có 2 phòng. Nhưng mà cái dự đoán thì mình chưa biết là đồng chí Kim sẽ ở đâu. Thế còn Donald Trump thì khả năng nhiều mình đoán là sẽ ở cái khu vực mà hạ tầng nó rộng tốt, ví dụ như là Marriott. Đấy, Marriott thì đường đi từ Nội Bài về khách sạn Marriott nó cũng rất là dễ dàng. Và cái công tác đảm bảo về an toàn về giao thông, về đi lại và vấn đề an ninh nó cũng dễ kiểm tra, dễ đảm bảo hậu cần nó dễ hơn. Đấy. Thế còn các cái phương tiện xe cộ của những các bố thì nhiều mà. Tổng thống Mỹ mà một ở khách sạn thì có hàng đoàn xe, nó chắc phải vài chục cái là riêng của đoàn của tổng thống, tức là xe chuyên dùng, các con xe khủng này, và những cái đoàn xe hộ tống này, rồi xe các loại xe trang thiết bị về an ninh này, rồi thông tin này, thế thì sẽ nhiều lắm. Chưa kể là các hệ thống xe hộ tống của các lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam, rồi an ninh Việt Nam, rồi báo chí đi theo đoàn thì cũng có cả báo chí, các đoàn báo chí của phương Tây họ đi theo, đã đăng ký đi theo cái đoàn của tổng thống là một. Và báo chí Việt Nam thì có lẽ chỉ lê ve vòng ngoài thôi. Đấy. Thế còn thậm chí người ta đi vị tổng thống sang ấy, ông còn mang cả cái hệ thống bếp nấu ấy, không dùng luôn hệ thống bếp của khách sạn nhá. Không dùng hệ thống bếp của khách sạn đâu. Cái khách sạn, ví dụ khách sạn của ông hội Marriott, chỗ Marriott, ông hội Vitico ấy, thì hay là khách sạn Sheraton vậy. Tất nhiên là cái hệ thống khách sạn của họ thì khi bọn tôi làm xây lắp ngày xưa, bọn tôi biết rằng là trong một hệ thống khách sạn 5 sao thì nó có đủ hết hệ thống bếp, từ bếp Âu, bếp Á, tức là nấu cho cái đồ ăn của châu Âu, người Âu hoặc là người Á có bếp. Ví dụ như là những cái người Malaysia hay những người Ấn Độ sang đây ăn họ bằng bốc tay này, họ bốc cái tay như này, thì họ dùng những cái món ăn bốc này cũng có hết, các hệ thống bếp đó cũng đáp ứng, nó gọi là bếp Á. Đấy. Hay là những hệ thống bếp mà phục vụ mấy ông Hàn Quốc hay ông Triều Tiên ấy, ông Kim Jong Un ấy, là các món ăn của ông ấy là cái xào nấu rồi mùi nó bốc nguyên ghi hút khói cũng ok hết. Khách sạn 5 sao có hết, đảm bảo sẽ có cả bếp Á cho các bố ấy nấu. Nấu kiểu gì cũng có, các món ăn gì bếp Á đủ hết. Nấu kiểu Á có, đấy, có bếp Âu có. Nhưng mà chắc chắn rằng là các tổng thống đi sang ở khách sạn đấy thì họ không dùng hệ thống bếp nấu của khách sạn. Đấy là một điều đương nhiên. Đấy, lý do vì sao thì mình sẽ giải thích. Họ không bao giờ họ dùng cái bếp của khách sạn. Họ thậm chí họ còn không dùng cả cái hệ thống nước uống của khách sạn. Họ mang cả nước nấu ăn sang. Họ có thể họ đặt mua nước lọc của Aquafina chẳng hạn, hay là của ông nào đó. Nhưng họ sẽ kiểm tra và họ test xong nhé, họ sẽ dùng hệ thống máy lọc nước riêng của họ để họ lọc lại, họ kiểm tra, chứ họ không dùng hệ thống nước có sẵn của khách sạn. Yeah. Và tất cả các cái đồ nấu ăn của bếp họ cũng không dùng, họ mang đi hết. Một cái chuyên cơ của Donald Trump sang đây đương nhiên là chở cả thiết bị đồ bếp, các bạn nhớ như vậy, họ không dùng đồ bếp của Việt Nam đâu. Đấy. Và đặc biệt là trong những ngày tổng thống ở trong khách sạn thì không phục vụ các cái khách thương mại, và cái khu vực đi lại, ví dụ như thang máy đi từ sảnh này từ ô tô chuyên dùng và đi vào sảnh này, và từ sảnh đi vào trong khu vực thang máy, tất cả những cái thang máy dành cho tổng thống đi đấy và các trợ lý đi thì cũng không có phục vụ khách kia nữa, và sẽ dành riêng để đón tiếp và để ưu tiên cho tổng thống. Vấn đề là đấy là những cái nguyên tắc, chứ không, đôi khi nó không phải là vấn đề hẳn là vấn đề an ninh. Nó không phải, tại vì người ta không muốn bị phải chờ đợi nhiều này, như thang máy này phải sẵn sàng hoạt động này, sẵn sàng niêm các điểm dừng này, thậm chí là có 3 thang hoặc 5 thang tất cả đều ưu tiên để dùng cho cái việc mà đi lại của tổng thống và cái đoàn trợ lý và các nhân viên an ninh đấy, và không cho phép bất kỳ một đối tượng khách nào mà được ở trong cái khu vực sảnh, những cái phòng thương mại, ví dụ các phòng mọi khi vẫn ở đấy, ở gần trong cái khu tầng, và trong thậm chí là có thể khách sạn ngày hôm đó họ sẽ không đón khách thương mại, họ sẽ phục vụ dành riêng, được thuê bao hết nhé. Và đặc biệt
là những cái công tác như là công tác chuẩn bị về điện này. Tại vì một tòa nhà, một khách sạn mà bị trục trặc về điện hay là bị sao đó mà bị cắt điện hay bị mất điện thì rất là dở. Thế nên là các hệ thống điện dự phòng đã được kiểm tra hàng tháng trước. Thì ví dụ như máy phát điện thì đã được kiểm tra hàng tháng trước, chạy cẩn thận. Không những là một máy phát điện nhá, khi trạm điện bị mất điện, mất điện lưới này, thì không những chỉ có một hệ thống máy phát điện chạy đâu, mà người ta còn bắt dự phòng hai hệ thống, tức là dự phòng 200%. 200% điểm gì? Trong trường hợp máy phát điện cũng bị lỗi, trạm điện bị cắt, trong trường hợp máy phát điện dự phòng của nó 100%, thông thường là khách sạn 5 sao thì phải dự phòng 100%, backup 100% cho công suất của toàn bộ khách sạn, coi như không bị sao cả, không mất điện. Nhưng nhỡ trong trường hợp mà hệ thống mạng, hệ thống hòa đồng bộ của các máy phát điện nó bị lỗi chẳng hạn, nó bị tấn công chẳng hạn, thì người ta vẫn phải có những hệ thống máy phát điện khác dự phòng 100% và loại bỏ khỏi cái kết nối của Internet ở trong hệ thống. Người ta đề phòng phương án bị tấn công vào trung tâm BMS, trung tâm Internet của tòa nhà, tấn công vào trung tâm hệ thống điện để làm mất điện, làm giã lưới xong thì lại còn làm hỏng mất cái điều khiển của phần điều khiển máy phát điện. Ví dụ hệ thống hòa đồng bộ có thể bị tấn công, hệ thống ATS có thể bị tấn công. Đấy, thì người ta phải có cả hệ thống dự phòng 200%, tức là hệ thống dự phòng ngoài máy phát điện dự phòng 100%, người ta phải dự phòng một hệ thống nữa là 100% công suất nữa, đảm bảo rằng khách sạn đó không bao giờ bị mất điện quá 15 giây. Nhá. Đối với khách sạn 5 sao không cho phép mất điện quá 10 giây. Vì vậy, họ phải lắp đặt những hệ thống máy phát điện cực kỳ tin cậy. Thông thường khách sạn 5 sao thì họ hay đặt máy phát điện của Mỹ, ví dụ máy Caterpillar. Đấy, các hệ thống máy phát điện Caterpillar của Mỹ nó đảm bảo rằng nó khởi động cái máy lên khi mà hệ thống lưới mất điện, thì nó khởi động máy phát điện lên, nó đóng nguồn dự phòng trong vòng 8 giây. Khả năng đóng 8 giây để có điện trở lại, trên thế giới chỉ có máy của Mỹ là có thể đáp ứng được. Những cái dòng máy như là Caterpillar hoặc là Kohler của Mỹ. Đấy, Kohler thì vẫn còn thua vì Kohler nó vẫn mang những cái một phần lắp ráp của Nhật, như là những cái động cơ của Nhật, Mitsubishi lắp. Thế còn của Mỹ, động cơ Caterpillar của Mỹ thì đảm bảo là chỉ có nó đáp ứng được tốt nhất là trong vòng 8 giây cả khách sạn sẽ được cấp điện trở lại. Và các bạn biết là những khách sạn 5 sao mà Donald Trump hay là Un hay Kim, thậm chí là ngày xưa thì mình đã từng xem những cái đợt như là Bill Clinton hay là Obama sang ấy, thì ở khách sạn ấy thì hầu hết những khách sạn đấy 5 sao là một, nhưng các cái đồ dùng ấy, hệ thống kỹ thuật ấy, nó sẽ ưu tiên những hệ thống kỹ thuật dùng đồ của Mỹ, hệ thống điều hòa, hệ thống điện tiêu chuẩn và các hệ thống backup, tức là cấp nguồn trở lại của Mỹ, vì nó đạt những cái tiêu chuẩn khắt khe, khá là khắt khe. Thế còn kiến trúc thì anh có thể kiến trúc khách sạn 5 sao có thể là Pháp theo cái lối kiến trúc của người Pháp, như là mấy khách sạn ông cái chỗ mấy cái ông François Manier rồi gì hay tư vấn, hay là những cái site architect của Pháp thiết kế theo cái phong cách của người Pháp. Nhưng tiêu chuẩn 5 sao thì hệ thống kỹ thuật bên trong là người ta vẫn ưu tiên các hệ thống kỹ thuật đồ của Mỹ, máy điều hòa, đồ điện, hay những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật. Cái kỹ thuật nó rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, vì khi các bạn tưởng tượng một khách sạn 5 sao tổng thống đang ở mà bị mất điện, ui rồi ôi, các hệ thống rối loạn hết. Mất điện có nghĩa là nó giống như là kiểu bị nó gây ra một cái cú sốc trong khách sạn. Người ta tưởng tượng là nó đấy là một cuộc tấn công chứ không phải là kỹ thuật, là sự cố kỹ thuật. Vì sự cố kỹ thuật sẽ bị loại trừ trong những trường hợp đón những khách VIP như thế, không thể cho phép sự cố kỹ thuật xảy ra, không thể cho mất điện lưới là trong vòng 10 giây. Thậm chí là tổng thống ở trong phòng còn không hề biết là mất điện. Riêng hệ thống phòng ngủ, phòng ở của tổng thống, ngoài trạm điện bị cấp điện ra, máy phát cấp điện trong vòng 8 giây ra, còn những hệ thống UPS nguồn cấp khổng lồ, những nguồn cấp tức là nguồn cấp như là một cái bộ UPS khổng lồ, bộ dự phòng ấy, đấy, tức là một bộ gọi là up power system, tức là hệ thống cấp nguồn trở lại tự động, ngoài lưới điện, ngoài trạm biến áp, ngoài máy phát điện thì còn những hệ thống UPS, nó giống như là những hệ thống cấp UPS cấp cho điều khiển không lưu của sân bay ấy. Thì người ta phải dùng cái hệ thống đó để đảm bảo rằng tổng thống không phát hiện ra là ở trong phòng bị mất điện trong vòng mấy giây tổng thống không hề biết, thì nó không mất điện. Hệ thống UPS nó trực tiếp không bao giờ mất điện,
Thế thì việc đấy là mình đang nói về vấn đề an ninh. Thế còn về cái chi phí tiền mình sẽ nói tiếp. Tí mình sẽ tính những cái chi phí tiền. Các cái vấn đề kỹ thuật nó sẽ liên quan cực kỳ là nhiều đến các cái việc đảm bảo về an ninh. Đấy, thì người ta phải có những cái giải pháp kỹ thuật và đã được tập dượt, thậm chí là test kỹ lắm, kiểm tra an ninh ở kỹ thuật. An ninh của Mỹ sẽ phải đến kiểm tra cả trạm điện, kiểm tra cả máy phát điện nhá. Đừng tưởng an ninh của họ không biết thì cái đó đâu, nó phải kiểm tra cả trạm điện, kiểm tra máy phát điện, kiểm tra cả hệ thống cấp nguồn trở lại, hệ thống các hệ thống thông tin liên lạc, các hệ thống nghe trộm, các thiết bị nghe trộm có bị lắp nghe trộm hay không, rồi là các hệ thống kính ngắm từ trong phía khách sạn, người ta kiểm tra an ninh ở các góc ngắm từ đến khắp bốn phía, người ta đề phòng cả các phương án bị tấn công bằng súng bắn tỉa, người ta đề phòng đủ các thứ, người ta kiểm tra cả hệ thống chống sét của tòa nhà xem có đảm bảo an ninh, đảm bảo trong trường hợp có những tia sét không riêng gì sét ở trong không khí đâu, sét ở trên bầu trời đâu, còn những hệ thống sét đánh, những hệ thống sét đánh từ hệ thống điện, các hệ thống sét đánh từ dẫn điện, sốc điện nội bộ, quá điện áp nội bộ nó có thể gây ra sét, gây ra sét để hỏng hệ thống điện, hỏng hệ thống an ninh, hỏng các hệ thống ở trong tòa nhà. Người ta kiểm tra kỹ lắm. Anh nào đã từng làm xây lắp những hệ thống thiết bị cơ điện trong một cái khách sạn 5 sao thì anh sẽ hiểu. Anh làm quản lý thì anh sẽ hiểu được là cái tầm quan trọng của một cái khách sạn 5 sao khi có tổng thống đến thăm nó như thế nào. Hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra hàng tháng trước và tất cả các nhân viên phải được tập dượt hàng tháng trước để đón tổng thống. Và việc đó các bạn thấy là từ những cái việc như vậy thì nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra sự tốn kém, nó sinh ra cái sinh ra chi phí mà. Ông làm kỹ, ông chuẩn bị kỹ, ông tập dượt kỹ, ông bảo trì thật tốt, ông chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng thì chi phí của ông cực nhiều. Cái chi phí tiền ấy, tiền để mà chuẩn bị cho cái sự kiện đó, nuôi những con người, những nhân viên đó, tốn rất nhiều. Vậy thì ai sẽ chi trả? Ai chi trả cái đó? Đương nhiên là khách hàng là người phải chịu con gì nữa. Thế ông tổng thống sang ông ở khách sạn thì ông phải chịu hết những chi phí đó. Ví dụ ông báo là ông đặt hàng, ông đặt là tôi sẽ dự phòng là tôi phương án là tôi sẽ ở khách sạn của Marriott nhá, của ông hội. Thế thì liên lạc với quản lý hệ thống quản lý khách sạn, hệ thống những cái trợ lý của tổng thống sẽ liên lạc với quản lý khách sạn trước, thậm chí hàng nửa năm hay thậm chí là vài tháng khi bắt đầu có dự kiến là hội nghị ở Việt Nam chẳng hạn. Bây giờ có dự kiến là ở đến Hà Nội họp chẳng hạn, thì người ta sẽ liên lạc và người ta sẽ bàn thảo với nhau về các phương án dự kiến như thế. Thì khách sạn của ông có phương án như thế nào, chi phí như nào, dự kiến thế này, ở trong bao nhiêu ngày, ở mấy phòng, hay là thuê bao toàn bộ khách sạn trong cái 2 ngày, 3 ngày khách sạn phục vụ tổng thống. Thế thì khách sạn người ta sẽ báo cho một cái tổng chi phí, báo tổng chi phí và chuyển cho cái phương án chuẩn bị, phương án làm đủ mọi thứ, hậu cần rồi là an ninh, đưa ra một cái bảng kê, ví dụ khách sạn đưa ra bảng kê tích vào, ông cần dịch vụ gì, ông cần thang máy, ông cần phòng VIP mấy phòng, ông cần ưu tiên 100% toàn bộ khách sạn trong vòng bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, ông cần hệ thống điện đảm bảo cái gì, thế là ông tích vào đấy 100 cái đầu dòng, ông tích vào, ông tích cái gì thì có nghĩa là ông trả tiền cái đó. Với option mà, tức là chọn mà, thế là ông chọn nhân viên cao 1m8 hay là ông chọn nhân viên toàn bộ khách sạn lúc đó là ông cần nhân viên nữ hay ông cần nhân viên nam, lý lịch của nhân viên như thế nào, kiểm tra an ninh như thế nào, hình ảnh đẹp như thế nào, ông cần cờ quạt đón hay không, ông cần những thanh niên đẹp trai tráng các hoa hậu đến để vẫy tay vẫy cờ hay không. Tức là tất cả các dịch vụ khách sạn nó sẽ đáp ứng hết, thì cái chi phí nó vẫn quay về cái cuối cùng là cái chi phí để mà một khách sạn để đón một tổng thống đến thì họ sẽ thu được cái chi phí cực kỳ là nhiều. Riêng về tiền thu được cái, vì tôi nói là cái khách sạn nào mà đón được tổng thống thì đã là phải là có một cái thương hiệu lớn rồi. 5 sao Hà Nội có đầy, nhưng mà không phải cái khách sạn 5 sao nào cũng có thể có duyên mà được đón tổng thống đến ở, không hề đơn giản đấy. Đây khách sạn 5 sao, nhưng mà vì sao có những khách sạn 5 sao chẳng bao giờ tổng thống đến ở, đúng không? Nó có nhiều vấn đề, một là các cái đáp ứng về chuẩn về kỹ thuật, hai là những cái chuẩn về giao thông. Ví dụ một khách sạn 5 sao mà ở trong cái phố chật hẹp, ở trong cái phố trong nội đô ấy, thì nó đường đi là một nó sẽ khó đấy, đường đi nó khó khăn, người ta sẽ không thuê, người ta cần những cái hạ tầng tốt, xe nhiều này, họp báo ra đến những cái trung tâm họp báo nhanh này, gần này, và tổ chức ở cái trung tâm hội nghị nó gần này, đấy thì người ta mới chọn. Thế thì mình sẽ quay về cái chi phí
để đón một cái chương trình tổ chức cho một chương trình hội nghị thượng đỉnh như này, thì cái chi phí ở đây không, mình không 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 nói riêng là chi phí đối với các cái đơn vị đến đây để họp, ví dụ như là ông Trump và cái đoàn của ông Trump đến đây họp, hay là Kim đi đem theo đoàn đến đây họp, thì chi phí của họ như nào thì mình không nói riêng về cái chuyện đó. Tại vì sao? Mình ta đang tính là tổng chi phí cho một cái hội nghị nhá, cho một cái sự kiện hội nghị như thế này, cho hai ông họp thượng đỉnh ở tại Việt Nam, thì tổng cái chi phí nó là một con số khổng lồ, không phải tính bằng triệu đô đâu nhá. Con số để mà tổ chức được cái hội nghị này theo mình ý, phải tính bằng con số tỷ đô chi phí. Các bạn cứ xem những cái chuyến bay của Mỹ, những cái chuyến bay, những cái máy bay vận tải, máy bay chuyên dùng ý, họ chở đồ, họ chở ô tô, họ thậm chí là con máy bay vận tải nó chở cả cái máy bay trực thăng, chở cả con máy bay trực thăng ở trong, xong đến đây họ mới lắp vào cái máy trực thăng mà dùng cho tổng thống bay trong trường hợp mà giao thông ách tắc hay là vấn đề an ninh ấy, thì họ chở được cả cái máy bay trực thăng, họ thậm chí họ chở được cả cái xe tăng ở trong, họ còn cái loại ô tô thì họ chở được thoải mái vài chiếc, nhiều chở vài chiếc ô tô, 3-4 chiếc được đấy. Ô tô thì nó nhẹ không mà, một cái ô tô như cái ô tô của tổng thống đi thì chắc nó chỉ khoảng dưới chục tấn thôi, khoảng 8 tấn 9 tấn gì đó, thì cái máy bay trực thăng đó nó chở vài cái đấy. Thế thì các bạn thấy là máy bay trực thăng nó chở toàn bộ trang thiết bị nhá, phương tiện cho tổng thống, ngoài ra thậm chí nó còn chở cả đồ nấu ăn cơ, chở cả đồ nấu bếp, son nồi, kể cả nước uống, kể cả đồ uống, đồ ăn, thực phẩm, để họ chở hết sang. Thế thì riêng công tác vận chuyển trang thiết bị, vận chuyển con người của họ đi chắc là cũng phải không ít đâu nhá, phải tính bằng vài trăm người, không phải chỉ có tổng thống với cả mấy thư ký đâu, vài trăm người riêng đội phục vụ về y tế này, phục vụ về an ninh này, phục vụ về kỹ thuật này, các hệ thống kỹ thuật, ví dụ thông tin liên lạc này. Thông tin liên lạc đây không phải là báo chí mà thông tin liên lạc của đoàn đó, của thông tin liên lạc, vừa là thông tin truyền thông, vừa là thông tin an toàn, thông tin về thông tin nội bộ của họ, thì cũng đã là một cái đoàn rất là đông người và máy móc của họ rất cồng kềnh nhiều thứ đấy. Thì tổng một đoàn, đối với như một đoàn của ông Trump thì chắc là phải vài tính bằng vài trăm người nhá. Và xe của họ phải tính bằng hàng cây số, nếu mà xe chạy ở trên đường giao thông thì phải hàng cây số riêng đoàn xe của tổng thống, chứ còn chưa tính là cái đoàn hộ tống, rồi cái đoàn dẫn đường của cảnh sát giao thông, rồi là của an ninh Việt Nam đấy. Thế thì cái tốn kém nó tính bằng con số tỷ đô. Vậy thì các bạn có ai nghĩ rằng là vì sao người ta phải bỏ ra nhiều tỷ đô để người ta tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh, gọi là hội nghị thượng đỉnh ở tại Việt Nam, trong cái thời buổi mà khoa học kỹ thuật công nghệ cho phép họ có thể ngồi ở Nhà Trắng, họ có thể ngồi ở Triều Tiên, họ có thể ngồi ở Hà Nội để mỗi ông ngồi một chỗ nhưng mà họp với nhau qua hệ thống truyền hình, nó rất rẻ, nó rất đơn giản, nó chẳng tốn kém gì mấy. Giống như kiểu Vova đang ngồi nói chuyện, xong có ai đó nhảy vào camera xong rồi bấm lên nói chuyện với nhau ấy. Thì giải pháp hội nghị truyền hình thì một nước nghèo như Việt Nam, lạc hậu công nghệ như ở chúng ta thì cũng đã làm được rồi. Chính phủ họp đấy, đâu có cần phải mời 63 ông chủ tịch của 63 tỉnh thành về họp chính phủ đâu. Họp là văn phòng chính phủ có hệ thống truyền hình, có màn hình ngồi đó, thì ông Bắc Ninh ở sát Hà Nội cũng chẳng cần đến họp, đúng không? Vì cái văn phòng nó chật, nó đâu có đủ chỗ để ngồi. Đấy. Ông Vũng Tàu có thể là ngồi trước màn hình. Ông Nghệ An, ông Hà Tĩnh cần gì phải chạy máy bay hay đi máy bay ra tận Hà Nội để họp, nó tốn tiền, đúng không? Thì giải pháp hội nghị truyền hình cũng được. Thế vì sao Donald Trump và Kim Jong-un, rồi là thậm chí là Bắc Trọng là phải đi sang tận Lào, Campuchia để gặp, để thăm, để gặp đấy, mà không gặp nhau qua hội nghị truyền hình đấy. Ví dụ thời đại công nghệ, tại sao các anh không ứng dụng những cái công nghệ để họp mà lại phải đến gặp nhau, tốn kém, chở bao nhiêu máy bay này, chở bao nhiêu là ô tô này, chở cả đồ bếp sang để nấu này, rồi sang dọn dẹp khách sạn cả tháng này, rồi làm cho an ninh của Việt Nam này, an ninh của Mỹ này, các cái hệ thống bảo vệ là rối tinh cả lên, rồi bảo vệ tấp nập, bận rộn, rồi ôi chuẩn bị tốn kém lắm. Thế thì tại sao không chọn hội nghị? Thế tại sao thấy sinh ra những hệ thống hội nghị, những hệ thống trực tuyến thông minh làm gì, đúng không? Đó, thì những câu hỏi đó thì chắc là chỉ có những người làm kinh tế, những người làm về đạo diễn, về những cái sân khấu kinh tế thì họ mới
có thể trả lời chi tiết cho chúng ta được. Thì ở góc độ như là mình là sở trường của dân kỹ thuật mà, thế thì mình chỉ phân tích về các cái vấn đề kỹ thuật cần thiết để khi đón tổng thống, và đằng sau vấn đề kỹ thuật là tốn kém nó tính bằng tỷ đô phục vụ các công việc kỹ thuật để chi phí cho cái hội nghị đó. Thế nhưng cũng trong mảng kỹ thuật, nếu chỉ để là tổ chức một cái buổi họp với nhau, hội nghị với nhau, thì mình có thể tổ chức những cái hội nghị trực tuyến thông qua hội nghị truyền hình đấy, để hai ông nói chuyện, ba ông nói chuyện, thậm chí là năm ông ngồi ở năm quốc gia nói chuyện với nhau, ông nào cũng ngồi trụ sở hết, hoặc qua internet này, băng thông rộng này, đúng không? Thế là nói chuyện với nhau. Vấn đề là vì sao họ phải gặp nhau? Đấy là câu hỏi thú vị, bạn nào có thể trả lời được vì sao họ phải gặp nhau? Hay là họ cố tình gặp nhau như thế để họ tiêu tiền, chịu ông này mắc bệnh soi này, bảo ui rồi ông đi như thế để ông biểu diễn, để ông ấy giải ngân. Donald Trump đi như thế là để giải ngân, để tiêu tiền, chứ còn cần đích thì gọi điện truyền hình, gọi cho Kim Jong Un, gọi điện cho ông Trọng cũng được, cần gì phải sang Việt Nam để họp, bay sang rồi bay sau, bao nhiêu là máy bay, bao nhân viên phục vụ mệt, tốn tiền của dân Mỹ đóng thuế, đúng không? Đấy, cái bệnh soi mà. Nhiều ông làm bệnh soi thì lại đưa những câu hỏi như vậy. Thế nhưng mà những cái hội nghị trực tuyến như thế, người ta vẫn phải gặp nhau, đúng không? Có thể là ký giấy tờ, nhưng mà các cái giấy tờ thì đâu cần phải là tổng thống, một thư ký có thể cầm cái giấy đó, sau khi hội nghị xong thì người ta đưa thư ký bay sang, một thư ký bay sang, mất cái vé vài trăm đô bay dẹt sang để ký, có cần gì đâu mà phải ký giấy tờ, đúng không? Hoặc là những chữ ký điện tử. Những chữ ký điện tử đối với phương Tây thì các chữ ký điện tử họ có thể về tính pháp lý họ sử dụng. Đấy, nhưng mà nó ngoài ra thì không phải là chỉ có những chữ ký mà phải gặp nhau. Các vấn đề khác nữa. Có người thì bảo là nó còn những cái bí mật mà không thể là nói với nhau ở qua hệ thống truyền thông hội nghị, qua các cái đường truyền internet vì sợ tiết lộ bí mật. Tiết lộ bí mật vì là có khi là ông còn thì thào vào tai nhau, ông bảo tao mày cứ diễn đi để tiêu ít tiền đi chơi, để có rất có phải sang Việt Nam thì mới biết được gái xinh như thế nào, Việt Nam gái nó như thế nào. Kim Jong Un nó bảo thế, tôi với ông cứ diễn đi để tiêu được ít tiền. Đấy, đôi khi nó có những cái lý do, và thậm chí là họ thì thào với nhau là thì biểu diễn như này thôi, nhưng mà để lừa bọn thằng kia thôi. Như hai thằng mình cứ diễn này cho nó hay, chuyện tiền không quan trọng. Có thằng chi, có thằng dân đóng thuế. Đấy, nhiều khi là bệnh của các nhà kinh tế, bệnh soi của báo chí, rồi là những cái bệnh soi của những người hay nghĩ, có những ý nghĩ đen tối, những thuyết âm mưu. Nhiều khi bảo ôi Kim Jong Un cần phải gặp Donald Trump ở tại Hà Nội. Thực ra là Kim Jong Un, anh em nhà Kim Jong Un ngày xưa có những anh em là nguồn gốc là dân ở Việt Nam di cư sang chẳng hạn, thế nhân tiện về thăm quê ở tận Bắc Ninh chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thế thì ngoài ra thì sẽ có những cái câu chuyện, tôi chắc chắn là xong cái sự kiện ấy thì sẽ có những cái chương trình mà hội luận ở trên truyền hình, thì các chuyên gia về các chính khách người ta sẽ hội luận, và các cái trong chương trình đài truyền hình cũng chắc truyền hình quốc gia kiểu gì sẽ có những cái chương trình hội luận, các chính khách mời các chính khách, và những câu hỏi của khán giả khi mà được tham dự trong cái hội nghị, trong cái buổi mà hội luận ấy thì nó cũng có rất nhiều câu hỏi, mình sẽ có, nếu có điều kiện thì mình cũng đưa ra nhiều câu hỏi. Trong đó có những câu hỏi là vì sao trong thời buổi công nghệ mà các tổng thống có thể gặp nhau thông qua hội nghị truyền hình lại không gặp, mà lại phải bay sang Việt Nam, tốn bỏ ra hàng nhiều tỷ đô, vài tỷ đô để tổ chức một cái hội nghị. Chắc những câu hỏi cũng sẽ được dành cho các cái chuyên gia về kinh tế hoặc là những chính khách họ sẽ giải thích cho bà con khán giả. Chứ thực ra thì mình nếu ở cương vị của mình giải thích thì cũng chưa chắc là khán giả đã thuyết phục được khán giả. Đấy, ví dụ một ông chuyên gia chuyên tổ chức sự kiện hội nghị, ông ấy giải thích, ông ấy giải thích bằng các cái kinh nghiệm và bằng các cái lĩnh vực của ông ấy chuyên sâu, mà phải tổ chức hội nghị. Hội nghị này tổ chức ở đây nó sẽ kích thích phát triển kinh tế cho cái địa phương này, nó sẽ làm cho Hà Nội phải chi tiêu, người dân Hà Nội phải đổ xô ra đường để đi mua cờ, phải quan tâm đến các cái sự kiện, rồi truyền thông sẽ có việc làm, báo chí sẽ bận rộn, hàng loạt các thứ dịch vụ khác sẽ phục vụ cái sự kiện đó. Thế thì tất nhiên là ở mỗi một sự kiện lớn thì những cái dịch vụ là một phần người dân sẽ được hưởng lợi,
và chắc chắn rằng cái được hưởng lợi đối với một cái thị trường như là thị trường Hà Nội sẽ được có một cái dịp ăn theo. Ví dụ là những ông bán hàng khẩn trương in quần, in áo, in lên bao bì là sự kiện đón Kim, đón Trump ở đây, sẽ có những chương trình khuyến mãi, rồi những rạp phim sẽ tổ chức chiếu phim Mỹ, chiếu phim Hàn Quốc, Triều Tiên, rồi những cái chương trình này, chương trình kia, tổ chức các tour du lịch từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để xem, Huế bay ra, Đà Nẵng bay ra Hà Nội. Giao thông vận tải sẽ tấp nập phục vụ cái việc là du khách chạy ùa về Hà Nội để xem, để đón Trump, đón Kim. Đấy, tức là về mặt kinh tế, các chuyên gia kinh tế, các chuyên gia về tổ chức sự kiện họ sẽ giải thích, họ sẽ đưa chỉ ra những cái lợi mà khi có một sự kiện lớn tổ chức ở tại Hà Nội. Đấy, thế mình thì mình thiên về thế mạnh của mình là về kỹ thuật, về các vấn đề kỹ thuật. Khi tổ chức một hội nghị đó thì các vấn đề kỹ thuật nó cần cái gì, và từ cái phần kỹ thuật đó thì nó cũng dẫn đến một cái chi phí. Và trong con người kỹ thuật thì họ luôn hỏi là vì sao phải tổ chức, vì sao phải bỏ ra những cái chi phí để làm cái việc đó, vì sao không làm những cái phương án khác để tối ưu hơn, vì sao không họp với nhau ở những cái hội nghị mà ông Trump thì ngồi ở Nhà Trắng, còn Kim thì ngồi ở Triều Tiên, ngồi ở Seoul chẳng hạn. Đấy, hay là không ngồi ở đâu đó và tổ chức hội nghị, hay là hai ông có thể là gặp nhau ở hai ông ở hai đầu cầu truyền hình, giống kiểu đầu cầu truyền hình ở Hà Nội và Sài Gòn, đúng không? Đấy, thì trong kỹ thuật để đáp ứng được các cái tiêu chí, đáp ứng được các cái gạch đầu dòng cho một cái hội nghị thì kỹ thuật có thể giải quyết được. Thế thì người kia làm kỹ thuật, người ta sẽ chọn phương án tối ưu, tối ưu. Thế nhưng mà trong vấn đề là tổ chức những cái sự kiện hội nghị như thế thì những chuyên gia kinh tế, người ta sẽ phải có cả chuyên gia kinh tế ngoài kỹ thuật ra, thì chuyên gia kinh tế người ta sẽ đưa ra các cái bài toán phải tổ chức thế này, phải đưa ra thế này, thì các cái lợi nhá, các cái tối ưu về kinh tế, tức là các cái lợi về kinh tế đối với quốc gia tổ chức hội nghị, và cái lợi về kinh tế đối với quốc gia mà có người đến dự hội nghị. Ví dụ là cái đoàn của Mỹ đến đây có thể là quảng bá về bán hàng, quảng cáo, ông ấy quảng cáo máy bay của ông bán máy bay, ông quảng cáo ô tô của ông ấy khủng lắm, ông bán ô tô, đúng không? Rồi ông quảng cáo đồ của Mỹ, ông ấy bán đồ Mỹ. Ông Triều Tiên thì nhân dịp hội nghị ông ấy trở sang cả nhân sâm, ông ấy quảng cáo, ông bảo bán rượu sâm, ông Kim Jong Un. Ông ấy chưa sang, ông đã quảng cáo được cái mốt tóc của ông ấy rồi, mốt tóc trẻ con ở Hà Nội. Trẻ con Hà Nội cắt tóc Kim Jong Un, ôi các cái tiệm cắt tóc đã ăn theo được rồi, đúng không? Đấy, thì nhân dịp như thế cũng quảng cáo được thời trang của Triều Tiên, tự nhiên quảng cáo thời trang Triều Tiên. Đấy, nhân dịp ông sang, ông còn mang trở sang cả cái củ sâm ấy, ông quảng cáo mà củ sâm của Triều Tiên hay hơn sâm của Quảng Nam quê ông Phúc. Ôi giời, đấy mà tiếp thị, nhiều khi đây là tiếp thị, ông Phúc đang đi tiếp thị bán sâm ở sâm Ngọc Linh ở bên Triều Tiên. Thế nên Kim Jong Un sang đây lại mang sâm Triều Tiên sang quảng cáo, và đây cạnh tranh xem sâm của ông Phúc hay là có to bằng sâm của Kim Jong Un hay không. Đấy, đó là những cái lý do. Đôi khi cái việc gặp gỡ nhau, người ta gặp gỡ nhau chỉ vì những cái lý do rất tầm phào, nhưng người ta phải tổ chức những cái hội nghị rầm rầm lên. Và đôi khi trong cái bệnh soi của mình ấy, thì nhiều khi bà con, ví dụ bà con cứ đoán là ôi dồi, Kim Jong Un chắc là phải đi bằng máy bay đến Hà Nội. Báo chí họ viết đấy, họ bảo Kim Jong Un chắc là phải đi bằng máy bay. Nhưng theo mình thì lại Kim Jong Un chưa chắc đi bằng máy bay. Biết đâu ông ấy đi tàu ngầm thì đến tận Hải Phòng, xong ông đi xe Grab về thì sao, đúng không? Để đảm bảo phương án bí mật, mồm thì ông ấy bảo là đi bằng máy bay. Ông bảo đoàn máy bay của ông ấy sẽ đi bay từ Triều Tiên bay sang Hà Nội, hạ cánh lúc này. Nhưng trên thực tế thì anh ta lại không đi máy bay. Anh ta lại đi tàu ngầm từ phía Biển Đông anh đi vào, hoặc là anh ta lại đi tàu cao tốc, đi từ Triều Tiên đi qua Trung Quốc, đi tàu cao tốc đến biên giới Lạng Sơn, anh ấy đi xe ô tô khách, anh ấy đi về Hà Nội, anh đóng vai một ông buôn hàng tàu, hay là đóng vai một ông buôn đồ gì đó, ông đóng vai dân thường, ông đi cái việc gì, còn máy bay trên trời cứ bay chở mấy ông nhân viên, thậm chí là máy bay ở trên trời bay từ Seoul sang hạ cánh ở Nội Bài thì lại chở một ông coi như là đóng giả, đóng thế Kim Jong Un giống như thật ấy, rồi còn thò tay ra cửa máy bay còn nói vẫy này, báo chí chụp ảnh mà kia thôi, Kim Jong Un ngồi cửa máy bay kia thôi. Rồi đấy, trong cái thuyết âm mưu, người ta đôi khi người ta cứ đưa ra bảo tôi đi máy bay, thậm chí là cái đoàn của Tổng thống Mỹ cũng thế. Ôi rồi ông hạ cánh rầm rầm trên Nội Bài, rồi ông đón rồi là biểu diễn mấy cái xe chạy vòng quanh để chở Tổng thống.
Thế nhưng thực ra tổng thống có khi còn chẳng đi ở cái xe đấy. Tổng thống có khi là đi xe Grab, đi taxi Grab chạy thẳng về sứ quán ngồi từ bao giờ rồi. Cho mấy ông tổng thống đóng vai giả ngồi ở xe tổng thống, ngồi xong vẫy tay đi ra ngoài đường, đi qua đường cầu Nhật Tân vẫy tay với khách hàng này, mấy cả dân Việt Nam đứng, mấy em ra chụp ảnh tự sướng selfie chụp lên bảo ui đây rồi, cái mặt mình để chụp được cả tổng thống, đây nó rất vui. Nhưng thực tế tổng thống lại không đi cái xe đấy, đấy chỉ là một ông tổng thống giả. Và tổng thống thật có khi là đi xe Grab về ngồi sứ quán lâu rồi, có khi là về đi từ mấy hôm trước. Có khi ông bay cái máy bay không đi chuyên cơ mà ông ấy đóng vai một ông đi buôn sắt vụn, ông ấy đi cái xe máy bay Jetstar của em Thảo Jetstar, ông ấy bay sang, ông ấy đóng vai là dân buôn, ông ấy đi xong về Nội Bài, ông ấy đi xe taxi Grab, ông ấy về sứ quán ông ngồi từ tắm hoánh rồi, từ mấy hôm trước rồi, trong khi các đoàn biểu diễn đón tổng thống ở sân bay vẫn cứ đón, ui giời ơi, đón mấy ông tổng thống đóng vai tổng thống giả. Đấy. Rồi là đoàn sân bay đón Kim Jong Un, toàn Kim Jong Un giả, mấy thằng bé bé ở Hà Nội nó cắt tóc giống hệt đóng giả Kim Jong Un đấy. Thế nên người ta cứ biểu diễn vì trong cái phương án kỹ thuật, thậm chí là mình làm báo thì mình nghiên cứu các cái phương án về bảo vệ các nhân vật VIP, bảo vệ các tổng thống, thì họ có những phương án, phương án về an ninh, thì trong một trong những phương án về an ninh là có những nhân vật đóng thế tổng thống, đóng nhìn chọn một ông tổng thống Trump sang đây, một Kim Jong Un sang đây, thì bao giờ cũng có hai người đóng thế, ít nhất là có hai người đóng thế. Thế thì hai ông đóng thế đó giống hệt tổng thống. Và những khi mà ngồi ở xe vẫy tay này, thậm chí là mấy ông nhà báo Việt Nam cứ rình máy quay, máy chĩa lên khách sạn Marriott chỗ tổng thống, đợt mà Obama sang ngủ ở Marriott ở chỗ của ông hội ở Viteco đấy. Thế là này nó bảo úi rồi ôi, chụp ảnh được Obama đứng ở bên cửa sổ vẫy tay. Rồi ôi thế, cho một ông Obama giả giống hệt đứng ở cửa sổ vẫy tay này, chào các nhà báo. Rồi, hello, nói chào như thế. Úi giời ơi, nhà báo chụp ảnh lên. Chụp ảnh hôm sau đăng lên mờ, ánh sáng thì mờ và đúng rồi, tổng thống đứng ngoài ban công hút thuốc lá. Ui trời ơi, không bao giờ, khổ quá. Thậm chí là cái khách sạn đó có thuê bao cho tổng thống ở, chưa chắc tổng thống đã ở. Tổng thống ông ấy thuê nhà nghỉ cũng ở, đúng không? Ai biết đâu. Đang tóc vàng, Donald Trump đang tóc vàng thì chụp cái tóc đen vào. Thế là ở khách sạn, nhìn như một ông béo, nhìn như kiểu mấy ông mập gì ở cái cảnh sát giao thông Việt Nam có đầy ông mập bụng to hơn nhiều Donald Trump nặng hơn một tạ, nhưng mà cảnh sát giao thông Việt Nam có đầy ông to hơn đấy. Thế thì xung quanh cái vụ mà đang Hà Nội đang rất tấp nập chuẩn bị để đón Donald Trump và Kim Jong Un sang hội nghị, thế thì thông tấn xã về hè có một cái chia sẻ, có câu chuyện bên vỉa hè bình luận về cái sự kiện này để khán giả chúng ta cùng vui vẻ cái đầu giờ buổi sáng, và cũng hiểu thêm một ít về các vấn đề kỹ thuật và một số cái liên quan đến các vấn đề về chi phí đối với một cái hội nghị diễn ra ở tại một thành phố, diễn ra ở một quốc gia. Thực ra thì cái sự kiện Tổng thống Mỹ và họp hội nghị ở một quốc gia như chúng ta cũng là một cái sự kiện rất là mang cái tính sự kiện tương đối là lớn. Như là lần trước Obama sang thế hay là Bin sang thế, nó đều là những cái dấu ấn, đều để lại những cái dấu ấn, hay là để lại những cái sự kiện, nó gọi là một cái sự kiện mốc, một cái mốc sự kiện rất là lớn. Không, có một số bạn ở đây nói là Bác Trọng đi thăm Lào và thăm Campuchia thì cái chuyện đi công tác là xung quanh nó chuyện bình thường, các nguyên thủ thì đi công tác thường xuyên, nhưng mà đây đi sang Lào thì bay có tiếng, nhưng mà làm việc xong, thậm chí họ đi trong ngày, thậm chí hôm nay sang thì mai về bình thường. Thế thì từ giờ đến khi mà Obama, là Donald Trump sang đây và Kim Jong Un sang thì kiểu gì các nguyên thủ chúng ta chả ở nhà tiếp khách, đúng không? Từ chị Ngân rồi Bác Trọng rồi là Lãnh Phúc thì kiểu gì cũng phải có mặt trong những cái buổi tiếp khách chiêu đãi, vì chúng ta là chủ nhà mà, chủ nhà thì khách đến đây thuê bến bãi, thuê hội nghị sân để họp thì mình là chủ nhà, giống như là ông chủ khách sạn ấy. Có khách đến thì phải tôn trọng và phục vụ họ hết mình, đúng không? Vì mình phục vụ họ thì mình được cái món lợi rất là hay, cơ hội kinh doanh, cơ hội để kết nối với các cái kênh về kinh tế, các kênh quan hệ rất là hay. Thế thì chắc chắn là các nguyên thủ sẽ đón thôi, chứ không các bạn, nhiều bạn cứ bảo là Donald Trump sang, được Kim sang mà thấy các nguyên thủ chúng ta đi công tác, thế công tác là chuyện đó là chuyện trong ngày thôi.
ngày mai trước khi các tổng thống đến đây họp thì kiểu gì các nguyên thủ sẽ có mặt để đón khách. À. Rồi thế thì khi các VIP đến Hà Nội thì mình sẽ có những cái chương trình cập nhật thông tin và bình luận để cùng chia sẻ với khán giả ở Thông tấn xã Vỉa Hè. Yeah. Rất cảm ơn các bạn đã bớt thời gian để cùng theo dõi và bình luận. Yeah. Xin chào.